Đúng rồi, em có mới về con chú 360 này. Hơi rất là nhanh. Cái này em thử cho xanh mồi thử mấy sóng luôn nha. Đổ đổ luôn. Nó nổ luôn, con xe nó nổ luôn nó sao. Ôi, con xe mọi người. Con xe nó nổ luôn nha. Này về chưa vệ sinh hết, nên này vệ sinh lên nha. Con này 40 ly. Và 6cc. Con này thì làm nó làm nhông nha, làm khoảng 5 tấc. Này nó có bao lam luôn này. Các bạn ạ. Rồi vệ sinh đây nha. Có con này nó có xả áp luôn này mọi người. Hàng thì đủ đô rồi nha. Đó, về sao bán vậy. Đủ đô nha, lọc gió đồ còn đầy đủ nha mọi người. Cái này nó còn xanh nó nổi luôn. Em thì em chữ mua xanh thử thôi mà ai ngờ nó còn xanh. Cái nó còn xanh dưới bình á, nổ luôn. Nó còn đẹp nha. Chéo quanh rồi. Chế zin hết nha. Đã, chưa vệ sinh gì hết, mùng cưa không. Về anh em tự vệ sinh nha. Con này ngoại hình nó thì cũng tương đối. Thì em để cái giá tốt tốt cho anh em về dọn vệ sinh dọn lên dùng nha. Này để cho 1.9 triệu nha mọi người. 1.9 triệu nha, không bao ship. Này 40 ly 36cc. Ui, con này nổ rồi. Này anh chị cô chú là về vệ sinh thôi. Về vệ sinh thôi cho căn chỉnh là nó sẽ nổ ngon lành luôn á. Vệ sinh chế này kia đồ cho nó sạch sẽ hết mỡ ra. Vệ sinh sức còn dày nha. Mọi người vệ sinh thì nên lưu ý về cái phần cục lửa nha. Tất cả các máy mình hạn chế xịt nước vào. Ví dụ cục lửa thì mình nên tháo ra riêng, vệ sinh riêng. Đó, không nên chùi nước mình rửa bằng xăng đồ á. Cho nó không bị hư lửa. Rồi mình máy móc thì mình ví dụ mình bung ra mình mở mình rửa thì rửa xong mình phải xịt hơi cho nó sạch nước rồi mình phơi cho nó khô ráo xong đó thật khô xong rồi mình mới ráp lại nha, chứ không phải là mới rửa vô xong cái lau sơ sạch cái lắp vô cho nổ là dễ đi củi lắm nha đó. Đấy là lời khuyên cho mọi người rồi, này dùng gia đình rất là thích. 1.9 triệu nha, không bao ship.